Các bạn nha, mình mới đi chợ Hàn Quốc mua được mấy con bào ngư nha các bạn. Ơi sống. Này có. Còn đây là di cá nha các bạn. Cái này di cá mình thử miếng coi. Mình mới đi chợ Hàn Quốc mua được mấy con bào ngư nha các bạn. Bào ngư sống nha. Bào ngư sống á. Nhà nó còn sống nè. Nữa mình làm ôi cháo nha, nó bào ngư di cá. Dính lại tóc nha. vàng dữ em. Ôi mà nó. Look it. It's two of it. Nhìn nó giống gì nha. Hả? Nhìn nó giống gì nha. Không biết. Giống cái bông. Bông bướm. Okay. Nè, cái tua của nó nè, đứt, đứt. Nhìn như con ốc vậy đó. Còn sống nha các bạn. 5 con ha. Này mình sẽ nấu cái món bào cháo dinh dưỡng, bào ngư, di cá, hải sâm. Tắt ra thử coi. Wow, look it, what is it? Cái đó, cái tua hết của nó, nó bán. Cái găng. Chào các bạn. Các bạn ơi, bữa nay mình lại vào bếp và mình sẽ chuẩn bị cho cái món. Lần này mình sẽ nấu là cháo bào ngư di cá. Thì cái di cá mập của mình á, lần này mình làm cái di cá nó nhỏ hơn ha. Thì mình cũng đã ngâm 3 ngày rồi. Thì cái di cá nó nguyên cái di cá gì mình đã ngâm 3 ngày với lại nước lọc và gừng để mà cho nó bán mùi tanh đó. Thì bây giờ mình đã lấy cái di cá ra sau 3 ngày và mình chuẩn bị mình sắc cho nó nhỏ. Mình sắc nhỏ lại và mình sẽ ngâm thêm một đêm nữa. Thì ngày mai cái di cá của mình nó sẽ mềm và mình sẽ tước ra cho thật là nhỏ để mình chuẩn bị làm cái cháo bào ngư di cá. Hai mấy bạn. Mấy bạn ơi, thì bây giờ mình trở vào bếp mình bắt đầu thực hiện cái món cháo bào ngư di cá. Thì bữa hổm mình đã quay cho mấy bạn coi con bào ngư tươi sống nó như thế nào và mình cũng đã ngâm cái di cá trong 3 ngày. Thì lần này mình có cái di cá này nó nhỏ hơn nên mình ngâm nó nhanh hơn á. Thì mình đã ngâm, đã xé sợi rồi, bây giờ mình đã trụng nước sôi thì cái di cá nó ra như thế này. Thì cái này á, mình cũng cần phải nấu cho nó hơi lâu một chút xíu thì nó sẽ bị không thôi nó bị dai á. Còn mấy cái này là cái sụn của di cá nè. Mấy bạn nào giờ có nghe là sụn cá mập không? Là cái này nè. Cái này là sụn cá mập. Còn này cái này là cái di cá mình xé sợi ra, nó giống như cái cọng miếng vậy đó. Đó, giờ mình đã trụng nước sôi rồi. Rồi bây giờ đây là 5 cái con bào ngư hôm trước mình đã show cho mấy bạn coi khi mà mình mới mua về đó. Thì cái này mình đã lóc cái thịt của bào ngư ra, trụng nước sôi. Thì mình cạo sạch cái bọn đen, cái nhớt của nó và mình đã rửa với muối á. Rồi bây giờ thì mình đã bắt cái nồi cháo lên rồi. Trên bếp thì đã có sẵn cái nồi cháo. Mình nấu khoảng nửa lon gạo ha. Cháo này cháo bổ dưỡng nha, cháo bào ngư di cá. Cháo bổ dưỡng thì là cháo nó cũng tương đối là nó đang sôi. Rồi mình trở lại với cái này. Thì mình cũng đã chuẩn bị cái nấm đông cô thì mình ngâm khoảng chừng nửa ngày và mình đã sắc sợi nó ra gì. Thì hồi đây mình sẽ bỏ hết trong cái nồi cháo của mình. Còn ở đây thì mình có hành cộng, hành lá, hành củ. Hành củ mình sắc làm đôi á, mình ăn sạch mình sắc làm đôi. Và đây là tỏi, tỏi mình sắc sơ sơ á, mình sẽ bỏ vô cho nó thơm. Mình cũng có bỏ ít gừng vô á, tại vì cháo hải sản thì mình để với miếng gừng để cho nó đừng có bị tanh á. Bây giờ mình sẽ sắc gừng, rồi mình sẽ sắc bột ngư.
Giờ mình sẽ bỏ di cá với bào ngư vô nồi cháo. Rồi nêm nếm đồ xong rồi mình sẽ phi tỏi, phi hành, phi củ hành để vô nồi cháo. Thì kế bên đây mình cũng có hột giá ha, thường thường mình sẽ ăn kèm với nó. Đây là những cái khâu mình đã chuẩn bị xong, mình sẽ để nó qua một bên. Mình sẽ lấy cái dĩa để nó qua một bên. Và bây giờ chuẩn bị sắc cái bào ngư này nha, sắc cái bào ngư này nha. Ok, mình sẽ để cái này riêng ra một cái dĩa. Để ngồi đây mình phi hành lên, mình bỏ vô này cháo, phi hành, phi tỏi lên. Mình cũng để ít gừng thôi ha, mình không có để nhiều gừng quá thì nó sẽ ra nhiều cái mùi gừng, thì nó không còn còn cái thơm, cái hương vị của cái bào ngư đó. Thì mình để cái một cái một chút thôi, không có nhiều lắm. Thì bây giờ mình sẽ xắt cái bào ngư này ra. Thì cái con bào ngư này nè, mình đã rửa nó sạch, rất là sạch rồi. Thì nó gì, nó tương đối là dai á, nên mình xắt nó mỏng thôi. Mình nấu cho nó lâu chút xíu để nó đừng có bị dai. Mình sẽ xắt nó thiệt là mỏng như thế này. Thì cái nồi cháo này bổ dưỡng ha, hổng gầy, gia đình cũng mấy đứa nhỏ với ông xã với mình cũng bị cảm đó. Cháo nêm đường nữa nó ngọt được.
hồi đây mình sẽ nêm lại cho nó vừa ăn chứ. Mình cứ tiếp tục nấu cái nồi cháo này cho đến khi cái cá nó vừa mềm thì mình sẽ để cái bào ngư vô. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ cái chỗ hành phi với tỏi phi này vô ha, vô cho nồi cháo cho nó thơm ha. Giờ mình sẽ bỏ nấm đông cô với lại bào ngư vô ha. Sẽ bỏ bào ngư vô trước. Bào ngư này mình để chắc khoảng chừng 10 phút á, mình nghĩ là ok. Nhưng mà hồi mình sẽ thử cho nó có bị dai hay không. Bây giờ mình tiếp tục để cái nấm đông cô nha. Nấm đông cô.
Dạ cũng nhiều dữ ha, mà cho cả nhà ăn thì không sao hết. Mình cũng không quên quậy đều để cho nó đừng có bị khét cái đít á. Cái nồi thủy tinh này nó cũng hay có bị đóng ở dưới rồi nó không có bị khét á. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Đó. Này di cá nè. Rồi bào ngư nè. Bào ngư. Rồi nấm đông cô. Hành, tỏi. Ok, mình sẽ đậy nắp. Để khoảng 10 phút nữa là mình nghĩ nó sẽ ok. Chị cũng sẽ nhận cái giữa nó hơi nhỏ xuống chút. It look good. Mình sẽ thử một miếng coi nó vừa ăn chưa ha. Mình đậy nắp để chờ cái bào ngư với cái nấm đông cô nó mềm là được. Mình thử rồi, rất ngon, rất vừa ăn, thơm nữa. Tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ cháo của mình nó đã xong rồi ha. Giờ mình đã múc ra cái chén. Đây đây, mình bây giờ mình sẽ thử coi cháo nó có ngon hay không, rồi mình sẽ múc cho gia đình ăn luôn ha. Nè mấy bạn thấy không, đây là di cá, di cá ha, đây là bào ngư. Này là nấm đông cô. Nhìn hấp dẫn không mấy bạn? Mình có để miếng hành ngò sắc sắc sợi á. Mình đã để đây. Giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình thử coi nó như thế nào. Hơi nóng á. Mình mới vừa ăn thử cái di cá thì nó cũng mềm rồi nhưng mà nó còn hơi giòn giòn, nhưng mà mình nghĩ vậy nó sẽ ngon, nó không có quá mềm, nó vẫn còn cái độ giòn. Cháo thì vừa ăn mà thơm nữa, thơm cái mùi nấm đông cô nè, rồi mùi của bào ngư nữa. Mình sẽ thử miếng bào ngư cho nó vừa ăn cho nha. Đây miếng bào ngư. Bào ngư cũng giòn, dai giòn, nó không có quá dai mà nó cũng không có quá mềm, tại vì cái loại này là loại ốc đó thôi nên mình cũng không có để cho nó để càng lâu mình nghĩ nó sẽ càng dai á. Mình nấu khoảng chừng, mình bỏ vô khoảng chừng 10 phút là mình thấy ok. Ngon. Này anh, cháo xong rồi nè, cháo ngon lắm nè, em múc cho anh chút miếng nguội ăn ha, ăn thử đi, ngon. Ngon lắm các bạn, món này cũng dễ nấu mà cũng dễ ăn á.
Bây giờ mình sẽ ăn xong cái chén này và mình sẽ múc một cái tô nhỏ để trong xả mình cho nó nguội nguội chút rồi ăn ha. Nó hơi nóng. Anh sắp xong chưa? Chưa đâu hả? Chưa thì sáng làm anh ơi. Anh mệt hèn hả? Nghỉ em mai sáng làm anh. Em múc cháo ăn nè, cháo bào ngư ngon nè. Này có bào ngư trong đây luôn hả? Rồi đi ha. Các bạn mình đã múc cho ông xã mình một tô ha. Thì đây là mình đây là di cá. Đây là di cá nè ha. Di cá đó nó có sợi bông bông như là miếng vậy đó. Còn này là bào ngư nè, bào ngư nãy mình sắp nó nhỏ ra nè. Bào ngư. Thôi các bạn lên máy mình hỏi gì đó. Nè khoe với bạn nha. Anh xã mình mới vừa làm cho mình một bộ nail thần thánh. Cat eye set. Nhìn nó là sao. Ăn cho nó ngủ sớm không tốt bạn. Cái đầu nó như bị u cục cái gì vậy? Có đâu. Để cái chán nó như này. Ăn đi. Ăn quay bạn kìa bạn. Mình quay mình nãy giờ rồi. Cái còn ngư với cái gì cá nó giòn giòn á. Cái gì cá nó cũng nửa tiếng rồi đó mà nó cũng còn giòn giòn nhưng mà nóng cái... chưa thổi cái loại này nó gì nó là hải sản nên nó gì nó lâu quá nó sẽ bị dai nhất là cái gì bào ngư á. Nè vừa biểu cắm đi ngon ngon ha thơm thơm cái gì nha sực sực chưa hả cái gì mà nha sực sực chưa bào ngư với cá nó giòn giòn dai dai gì đó nó không có mềm nấu càng lâu nó càng dai cái bào ngư cái di cá em nấu nửa tiếng à. Vô sao lắm 2 3 1 0 Dạ. Dạ đi. Nóng không? Nóng mà thổi. Ăn được mà, ngon mà ha. Crystallize. Ngon này ăn đi. Còn đây là di cá nha các bạn. Cái này di cá. Mình thử miếng coi.
Ba đây gần là nghe thấy húp của ba không? Nó hơi dài quá hả? Ừ, nó dần dần dài dài. Ngủ quá ha. Cái này là bào ngư sắc nhỏ. Bào ngư ăn nghe nó hơi sực sực á. Sực sực giòn giòn. Cộng với cái nấm đông cô này nó mềm mềm ăn thấy ngon. Cái này cũng dễ nấu nha các bạn.